cái đó thì người nhà sanh xong lại nói chung những cái bệnh thiếu tháng này nọ đó thì được chuyển lên mình, rồi không biết sao không thấy người nhà lên, tại trong đợt dịch này thì cũng hạn chế người nhà tới lui á, thì họ cũng có cho mình số điện thoại mà sau khi liên hệ lại thì nhìn kỹ lại thì nó thiếu một số, nên giờ tụi chị không tìm được người nhà luôn. À, bé đó thì hôm nay cũng hơn nửa tháng rồi, hiện tại tình trạng ổn. Thế là tụi chị ngồi đó chăm những cái em bé đó, thật sự nó không bệnh gì hết á. Thì ha, mình giống như mình thay ba mẹ nó, mình cho nó bú rồi mỗi ngày bú mớm thay tã giờ thôi, để cho nó một cái phòng. Đó là câu chuyện của Bắp và Sữa, hai em bé bị bỏ rơi giữa mùa dịch. Một ngày của năm tháng trước, mẹ Bắp vào bệnh viện xin, tranh thủ các nhân viên y tế lo giấy tờ và chuẩn bị các biện pháp phòng dịch, sản phụ đã lẻn ra ngoài rồi biệt tích. Ít ngày sau, Bắp có kết quả xét nghiệm mắc Covid-19, phải đưa đi điều trị tại một bệnh viện dã chiến. Suốt cả quá trình nhiều tuần lễ ấy, người chăm sóc cho bé cũng lại là các nhân viên y tế, là tình nguyện viên thay vì là người thân ruột thịt. Mẹ của Bắp. Mình nhắn tin như thế được bao nhiêu lần thì bạn ấy xóa? Gọi điện luôn, gọi điện, gọi video luôn, để cho nó nhìn mặt em bé rồi chị gửi tin. Cũng hơn chục tin á. Tại vì nó về với gia đình nó là tốt nhất, thì mình nghĩ vậy. Nhưng mà có những chuyện mà gia đình nó hơi phức tạp thì thôi mình không liên lạc. Không, nó vô đây nó sanh nó không có gì hết á. Chuyển mỗi người không lên. Chuyển mỗi người không, nó lên đây hả, nó lớn chút xíu là ở quần áo của bệnh viện mình may cho em bé sơ sinh nó mặc không vừa, tụi chị còn đi mua đồ cho nó mặc nữa. Mẹ nó không có để lại cái gì hết. Thì mình nghĩ vậy nè, với những cái đứa nào mà mình liên lạc được với gia đình á, mình cố gắng mình nói với người ta để người ta đón em bé về. Nó giống những cái nhân vật đó, ví dụ như cái em bé mà 900 gram nãy thấy nói đó, nó tên gì biết không? Trần Lệ Xuân. Thế hả? Rồi có đứa là Ngô Bảo Châu. Thì nói chung là mình cũng muốn cho cuộc đời nó tươi sáng đẹp đẽ một chút xíu, chứ vậy cũng tội nữa. Bên cạnh Bắp là Sữa, một em bé khác cũng bị bỏ lại với các bác sĩ ở đây. Tuy không được mẹ đón về, nhưng các con may mắn đều khỏe mạnh, được các y bác sĩ tại bệnh viện chăm sóc như con, đặt cho các con những cái tên thiệt đẹp. Ai nấy cũng mong sao các con sau này lớn lên có một cuộc đời thật bình yên và hạnh phúc.